nàng dịu dàng. Hay là cô nàng cá tính? Bạn thích phong cách nào hơn nè? Ô, trời đẹp quá nha. Cảm ơn cậu chở mình nha, mình đi đây. Hả? Ủa, ai đó? Cuộc chiến phong cách không hồi kết đây. Không biết hôm nay ai sẽ thắng, cô nàng ngọt ngào Kelly hay là cô nàng cá tính Britney? Ồ, lớp học này chán quá. Nè, hai em lại nữa rồi. Bỏ bé kỳ lân của cậu ra đi, mỗi người một chỗ nha. Mình không muốn học lớp này chút nào. Nè các em, bắt đầu học thôi nào. Dạ, thầy cô sai. Ồ, đây đâu phải tủ của mình đâu. Hồng quá là hồng luôn. Đây cũng không phải của mình. Sao lại lén lút nhìn vào tủ khóa của chúng mình vậy? Sao tủ của cậu trống hoác thế? Hoặc để như vậy đó hả? Đừng lo, mình sẽ giúp cậu nha. Tủ khóa vừa dịu dàng, vừa cá tính nè. Giỏi lắm. Ủa, tụi mình không thân đến thế đâu. Thầy cô sai, thầy nói chuyện với anh một chút được không? Quá tuyệt, mình có thể dùng tài liệu trên chai Coca này nè. Wow, mình cũng làm như vậy coi sao. Cảm ơn ý tưởng của cậu nhiều nha. Harry, thầy có thể nhìn thấy tài liệu của em đó nha. Điểm ép em nha. Đồ uống ngọt ngào là vậy đó. Đi nào bé nhện, cứ ngồi yên trên bàn của cô công chúa ngọt ngào đó đi nha. À! Nhện kìa, đi ra đi, ghê quá. Ô, bé nhện của mình. Bé kỳ lân, lên nào. Ew, dễ thương thấy sợ luôn. Đi đi. Ồ, móng tay của mình. Vậy là xong đời rồi. Bình tĩnh nào cậu, để mình giúp nha. Cô nàng cấp cứu cho bộ móng đây nè. Wow, tuyệt quá à. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mình tiếp theo nha. Wow, dịch vụ làm móng làm ăn phát đạt quá. Đúng là thứ trường mình đang thiếu mà. Ủa, sao chiếc ly của mình cứ rơi hoài vậy nè. Dừng lại đi, để mình giúp cậu đứng yên nha. Hả? Có ngay băng keo rồi nè. Ôi trời, cô bé thiên tài ơi, mình có chỗ đựng ly trên bàn mà. Cậu bị sao vậy? Đỡ lấy nè, cô bạn cá tính. Không đâu, đỡ lấy đi, đồ bánh bèo. Dừng lại ngay, dừng ngay cuộc chiến phong cách này nha. Thầy phạt cả hai em. Hai cậu ở lại vui vẻ đi. Hai em vẫn ở đây hả? Vậy là vi phạm kỷ luật đó. Cậu biết mình đang nghĩ gì mà phải không Britney? Đến giờ hóa trang rồi. Ồ, cô thích lắm. Đây, chổi lao nè. Để cô làm TikTok nha. Chào các cậu.
Các em chuẩn bị thi chưa nào? Bắt đầu nha. Mình phải dùng tài liệu mới được. Đây rồi, camera điện thoại nè. Wow, sao mà dễ thế nhỉ? Vậy là chiếc camera nào cũng có tài liệu hả? Mở ra nào. Nè nè, đây là camera giả mà. Ồ, mình hiểu rồi. Ủa, chắc mình được điểm F trừ quá. Túi đồ trang điểm của mình. Trông thầy dễ thương quá à. Thầy chỉ thiếu mỗi mái tóc giả dịu dàng này nữa thôi. Dễ thương quá. Cười lên đi thầy. Không có chụp kẹt gì hết. Vào phòng hiệu trưởng ngay. Sao mà em dám làm vậy chứ Kelly? Thầy không hợp với màu hồng tí nào cả. Ủa, cái này ở đâu ra vậy? Là cuốn hắc xì của bạn Kỳ Lân hả trời? Em xin lỗi ạ. Đến giờ ăn trưa rồi. Bánh sandwich của mình đâu rồi ta? Ô, bé mèo dễ thương thế. Cậu ăn bánh không? Ăn chứ. Cậu tốt bụng quá. Cảm ơn nha. À, sao mà cay quá vậy? Ớt đỏ luôn hả? Cay nóng quá đi chứ. Hả? Ủa, nhưng đây là bữa ăn bình thường của mình mà. điện thoại. Mình quên mất tiêu rồi. Mình phải bỏ thêm vào miếng marshmallow mới được. Sao mà ngọt thế hả trời? Mình sẽ không uống đâu. Ew. Ai làm đây? Britney, vào phòng hiệu trưởng ngay. Ủa gì? Động đất hả? Britney hả em? Thầy hiệu trưởng đâu rồi? Sao không có ai ở đây vậy nè? Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Các em đều trượt bài kiểm tra rồi nha. Không, hồi chán quá. Thầy nên biết ai mới là trùm ở đây nha. Mình tan học nha. Đến lúc phục thù rồi. Dán keo vào ghế nào. Hả? Xong rồi nha. Giờ thì ngồi chờ thầy cô sai nữa là được. Mình bắt đầu học bài nha. Ủa, cái gì sau lưng thầy đây? Ai dán keo vào ghế của thầy vậy? Thầy khỏe hơn các em nghĩ đó nha. Lưng thầy chịu thua trò đùa này rồi. Giỏi lắm cô bạn. Cái này dành cho cậu nè. Cảm ơn công chúa dịu dàng nha. Cảm ơn nữ hoàng cá tính. Những ngày xưa ấy. Thầy cô sai trở lại rồi đây. Các bạn có thích video này không nào? Vậy thì hãy bình luận xem bạn là cô nàng phong cách dịu dàng hay là phong cách cá tính nha. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào từ kênh